Em lúc mới quen là em nói luôn chị. Anh ấy bảo là anh ấy đi du học ở bên nước ngoài, về châu Âu về. Nên là cái đấy là chuyện bình thường, anh ấy rất là thoáng. Giờ khi mà ở cùng với nhau có nảy sinh tình cảm không em? Hết một năm thì anh ấy cũng có nhắn tin, chứ anh không dám nói trực tiếp. Tức là nhắn tin nói là thương em thế này thế kia. Nhưng mà em cứ nói là không được. Vì em suy nghĩ rằng là nếu mà người ta thương mình ý, là người ta phải thương ngay từ đầu hoặc là yêu ngay từ đầu, thế là em không chịu. Thì anh ấy cũng có tấn công quyết liệt, tầm cả quen đó là một năm thì em mới đầu là đồng ý là làm người yêu, nhưng mà chỉ trong bóng tối thôi ạ. Lý do tại sao trong bóng tối? Là vì anh ấy trước đây từng giờ là toàn yêu con gái thôi, còn nếu như mà yêu mình anh ấy không thể công khai mình với tất cả mọi người được. Và ai hỏi mình, anh ấy chỉ bảo là một cậu em ở cùng nhà và chỉ giúp việc nhà vậy thôi. Lúc đấy em nghe em buồn không Hân? Lúc đấy em rất là buồn, nhưng mà nói thật là anh ấy là rất là đẹp trai, cao 1m82, nặng 76 cân, body rất là trắng, một người Hà Nội nữa, và trai Hà Nội thì rất là thích, em thích trai Hà Nội lắm. Mà em vẫn Thế chấp nhận. vâng, em chấp nhận được một năm, quen nhau được 2 năm là xảy ra giông tố, tức là anh ấy có đi chơi với người yêu cũ từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng mới về. Thì em có rất là tức giận và em ghen, xong rồi em đóng quần áo và em quyết định về quê khoảng 2-3 tháng gì đấy. Anh ấy về quê xin lỗi em và làm lành lại với nhau, và anh ấy đón em lên Hà Nội. Thì em quyết định là lúc đấy là mình được, thế nên là mình phải có một quyết định mới, và em đặt điều kiện là anh công khai em với tất cả mọi người ấy, thì em mới yêu, còn không thì em sẽ không yêu người đó nữa. Thì anh ấy quyết định là công khai, và công khai với bố mẹ anh ấy nữa. Nhưng mà sự thật nó rất là khủng khiếp, tại vì bố mẹ anh ấy là người gốc Hà Nội và rất là truyền thống, mình là người Hà Tĩnh. Xong anh bố mẹ anh ấy bảo là con ơi mấy đời rồi mà còn sống chung với lũ, tức là nói mình là quanh năm một lũ lụt hạn hán đó. Xong rồi bảo là dân ăn mặn, nói chung là cũng có nhiều lời khiếm nhã đối với mình, nhưng mình vẫn tôn trọng. Mình mới bảo là bác ơi, quê ở đâu cũng là quê, ngày xưa Hà Nội làm gì là thủ đô, ngày xưa Ninh Bình mới là thủ đô, còn bây giờ sau này Hà Nội về thủ đô thì đất Hà Nội mới có giá hơn là đất Ninh Bình thôi. Em chỉ nói rất là nhẹ nhàng như thế. Em nói chuyện nhẹ nhàng lắm mà kiểu đâm lắm. Thì nói chung là mình học ở Hà Nội nên là cũng học được cái cách nói chuyện của người miền Bắc. Nó nhẹ mà thâm sâu. Mà kiểu mặt kiểu vẫn rất là Mặt kiểu còn thùy tương mị tương dịu dàng. nhá. Thì Thích nhờ. mình đang đang thích con trai người ta mà, người ta có nói gì, nếu mình vẫn phải im lặng chứ. Mà em đâu có im lặng đâu thôi. Không, ý là mình nói trả lời nhẹ nhàng thôi đó. Rồi sau sau cái chuyện đấy thì bọn em có tiếp tục với nhau nữa không? Hai người sống với nhau và lúc đấy là công khai, thì anh ấy cũng có nói một câu rằng là sao công khai nhìn thích như thế này mà từ trước tới giờ anh không biết. Thì em cũng có bảo rằng là cái đấy là do anh thôi chứ không phải là do em. Quen nhau được hơn 5 năm là em quyết định sang Hàn Quốc. Lý do tại sao em sang Hàn Quốc? Là vì em nói thật sự là em nghĩ mình lúc nào là con gái hết, mà lúc nào ở với anh đấy là mình không được mặc đồ con gái. Mà là con gái thì mình phải rất tốn rất rất là nhiều tiền. Mình đi Hàn Quốc mình mới vừa học vừa làm, đi phiên dịch hoặc đi làm nhà hàng vậy đó, thì mình cũng có lương là hơn ở Việt Nam rất là nhiều, thì mình có tiền để mà trang trải cuộc sống. Đến khi em đi thì hai người xảy ra xung đột, cũng cãi nhau và anh ấy không cho đi. Vậy là em quyết định bỏ anh ấy lại đây. Em đi du học thì một tháng anh ấy cũng có sang thăm em một lần. Và sang đến lần thứ 9, tức là sang thăm 9 tháng thì lúc đấy em đã thành con gái mất rồi. Là em không hỏi anh ấy luôn. Có, trước khi đi phẫu thuật thì em với anh ấy cũng còn nói chuyện, tức là cũng có gặp nhau nhưng mà anh ấy không cho. Và anh ấy còn thu cái hộ chiếu của mình ấy, cái hộ Mà chiếu. lý do tài sản không cho. Tại vì anh ấy bảo là để như thế thì hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc mà, là hai người vẫn yêu nhau, vẫn ở với nhau như thế đó. Nhưng mà em, đối với em ấy, làm con gái rất là đơn giản, chỉ để được mặc váy, được nuôi tóc dài, được trang điểm mọi lúc mọi nơi, được tô son ở ngay ở trên xe buýt hay những điểm công cộng, hay là ví dụ như được sơn móng tay hay là vậy đó. Bản thân em là con gái nên là em phải là con gái, chứ em không thể nào là con trai mà ở với đó người đó. Nhưng bây giờ anh ấy quen người mới ra. Hai đứa vẫn tiếp tục được gần 2 năm, đến hiện thời điểm hiện tại bây giờ thì em cũng bảo anh ấy quen người mới. Và anh ấy bảo là không, kiểu không quen được ai ngoài em nữa. Em thấy anh ấy thấy bảo như thế, em quyết định vào Nam là cũng để rời xa người đấy nữa.
Là bây giờ mối quan hệ đấy nó vẫn còn hơi dây dưa một tí này. Vâng ạ, trên hình thức anh ấy vẫn quan tâm em, nhưng mà cả hai người thì đã cũng đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng mà không nói ra thôi ạ. Rồi bây giờ nói về hành trình chuyển giới của Hân nào. Thì em có biết được qua một số người giới thiệu thì em có tiêm hormone. Xong rồi thì em cũng ở trong phòng ký túc xá của trường học á, thì em cũng đi làm vậy đó. Và đến khi em thích làm con gái quá rồi, em quyết định là đi sang Thái Lan để chuyển giới. Thật ra thì lúc đấy em đi mình hay là ai dắt em đi? Lúc đấy em đi một mình lên để bàn phẫu thuật thì là em ăn mặc vẫn đang như anh Tuân luôn đó. Em mặc đồ như thế luôn, như con trai vậy đó. Xong rồi bác sĩ hỏi là ủa thế mặc đồ vậy thì có thích làm con gái không mà ủa sao lại mặc đồ như thế. Và đến khi chuyển giới xong rồi thì em chỉ ở bệnh bên Thái Lan là có 17 ngày thôi. Vì là em cái lịch visa của em nó chỉ được 24 ngày mà em bay đi bay về đã mất 2 ngày rồi. Nếu là em thường visa đi Thái Lan 1 tháng mà. Không, visa đi Thái Lan 1 tháng nhưng mà visa của em xin ở bên trường học ấy ạ. Là xin nghỉ được có 24 ngày thôi. Lúc đấy là rất là đau và chảy máu rất là nhiều. Đợt đấy em rất là gầy nhưng mà mình vẫn phải mặc đồ con trai để qua lại. Nhưng mà mình được làm con gái mình rất là sướng rồi. 3 tháng vết thương vết lành, 1 tháng chỉ đi còn không nổi đó. Chứ đừng nói mà mười mấy 20 ngày là còn đau, rất là đau, đau lắm. Đúng rồi, đi là phải đi chạng đó. Lúc đấy là đi giống như kiểu mấy cái người mà có bầu luôn đó. Nhìn xấu lắm. Nhưng mà lúc mà đi qua sân bay là mình phải đứng thẳng, đi thẳng. Tại vì nếu mà đau quá là người ta phải trả lại Thái Lan, người ta không cho về. Lúc mà mình chuyển giới xong ý, thì về nhà bố mẹ với những người thân xung quanh, người ta đón nhận với một cái, tức là người ta rất là mừng và rất là nhiều người hỏi thăm và quan tâm. Nhưng mà ngày trước thì không có như thế. Thì đó cũng là một bước qua tầm thành công lớn của em. Rồi cái anh người yêu của em, cái ngày đầu tiên gặp em với ngoại hình là người con gái, anh ấy như nào? Anh ấy khóc. Là anh ấy không muốn như thế. Khóc là tại vì anh thấy em đánh đỏ quá nhiều. Rồi anh ấy cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Và thật ra là em không chỉ phẫu thuật ở Thái Lan không, em phẫu thuật ở bên Hàn nữa. Một số thứ em phẫu thuật ở bên Hàn. Nên là lúc mà em nằm viện ở bên Hàn thì anh ấy có bay qua và chăm sóc. Thì nói chung là bên bây giờ thì nếu như mà bảo để có tình yêu thì là một phần thôi. Nhưng mà tình thương hoặc tình nghĩa giữa hai người thì còn rất là nhiều. Nhưng mà không có tiếp tục như ngày xưa được nữa hả? Dạ không ạ, ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi người. Và bây giờ thì em thì lại thích gu trai trẻ. Mình hiện tại giờ em có quen ai không? Dạ em có quen một bạn sinh năm 2000. Quen được lâu chưa cưng? Quen là nếu như mà quen với bạn bè thì rất là lâu rồi. Còn yêu thì cũng được hơn một năm. Em thích gu vậy hả? Gu trai mến hả? Đúng rồi, em thích. Cũng có 2005 có mấy bạn tán em rồi đó, nhưng mà em không đồng ý. Nhưng mà trai ở quê bây giờ nó to lắm, phát triển nó cao to, nhìn bạn vỡ lắm. Ý em là cao to hả? Tự nhiên bảo nó to lắm, anh giật cả mình. Nói chung là gu thích là trai mới lớn, trai mến. Để dễ đào tạo ra. Yêu cái trai mới lớn ấy thì là hồn nhiên đúng không? Hồn nhiên, cái giống như kiểu ngày xưa mình mới bắt đầu tập yêu ấy. À, vậy đó. Kiểu thế hả? Em chỉ cần thế thôi hả? Không, em chỉ tìm lại tuổi thanh xuân. Em vẫn còn thanh xuân mà làm sao em phải tìm lại để làm gì? Không, tìm lại những ngày xưa mình đã mất đi rồi. Mất 6 năm cho anh kia cũng hơi uổng. Rồi bây giờ tình yêu đang với lại cái bạn này là sâu đậm chưa? Em cảm thấy là nó không được sâu đậm vì anh ấy ở ngoài Hà Nội, yêu xa thì em thì không bao giờ nghi ngờ người ta có người khác hay là ngoại tình hay là gì. Nhưng mà người ta lại nghi ngờ em. Nếu như yêu sống khi bạn đó vào Sài Gòn mà Bình Dương ở với em. Bạn ấy đang kiếm mặt bằng ở trong này để mở quán và làm ở trong này. Yêu xa lâu bạn đó có bay vào đây thăm em không hay là dạ em có. Bay ra? Bay vào đây thăm em mà còn nhiều khi em còn cho ở nhà nghỉ cả một buổi hoặc một ngày rồi em mới gặp đó. Tại vì em bắt đi làm. Bạn này em thấy đường tình duyên của bạn ấy cũng ngon nghe đấy. Chị thấy không? Thật cũng may mắn thì mà. Em là căn cô chín mà bóng cô bơ. Thì đường tình duyên của em rất là lận đận. Người ta bảo lận đận lôi thôi tình duyên đứt cánh giữa đường, gãy nhịp cầu duyên truân chuyên vất vả. Em nói thật ra là em không muốn nhiều người, em chỉ muốn một người nhưng mà là mãi mãi thôi. Nếu như em muốn một người mãi mãi thì chị khuyên em nên chọn những người nào mà chững chạc chút. Chứ 20, 18
Trời ơi trời. Thôi thì sao chị trẻ định kiến không phải, trẻ như vậy trẻ chứ? Quá là không có cái lo xây dựng hạnh phúc gia đình, còn bôn ba, còn thích đi chơi đi nọ này nọ, thích nhiều thứ lắm đó. Mà muốn có một gia đình hạnh phúc ổn định thì phải chọn những người là 30 ba mấy. Không thì chị nói còn em mà cứ cái kiểu mà đó là em sẽ trưng chuyên gãy gánh giữa đường hoài luôn. Thật ra thì chị nói cũng có cái đúng, nhưng mà cái bạn mà em quen 2000 đó thì bạn đấy là chững chạc hơn so với những người là em quen trước đây là sinh năm 90 hoặc 86, về cách quan tâm hay là nói chuyện hay là cái cách cư xử rất là người lớn luôn chứ không phải là bình thường. Đúng rồi chị, tại vì bây giờ em thấy tuổi trẻ nó được tiếp xúc với rất nhiều cái phương tiện truyền thông á, có rất nhiều thông tin và họ học rất là nhanh. Nên anh nghĩ là cái suy nghĩ của họ lớn rất là nhanh. Và em thấy là ví dụ em mà hai người đang nói chuyện tin nhắn với nhau mà em thả một cái icon cười hoặc là em ha 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 một cái là anh ấy bảo là không nên thả những icon trẻ con như thế trong cuộc nói chuyện của chúng mình. Anh ấy nắn em từng tí một luôn. Tại vì bạn đã biết em thích vậy nữa. Một cái chuyện tế nhị một chút xíu nhá, là về cái vấn đề quan hệ của mình á, là khi mà với một người con trai, hình hài một con trai và bây giờ hình hài con gái, thì em thích mình ở cái vị trí nào hơn? Tức là em sẽ thích mình ở vị trí là con gái hơn, mình tự tin hơn rất là nhiều. À thế á? Tức là ví dụ như kiểu nhiều khi mình mặc quần gái mình làm con gái mình cởi đồ ra mình tự tin hơn, cái là đương nhiên rồi. Hoặc là mình mặc quần sát chẳng hạn, đi ra đường mình mặc quần sát ấy thì làm gái lên nào tự tin tất cả mọi thứ, khoe rất là nhiều thứ, khoe dáng này rồi nhìn vào là người ta biết là mình là con gái. Giờ bây giờ tranh hỏi là các mối quan hệ trong gia đình của em bây giờ tất cả mọi thứ tốt hết không? Từ khi em làm về thì bố mẹ em cởi mở với em hơn và không còn giày la nữa. Bố em rất thương em, nhưng mà bố em ngày xưa thì rất hay đánh em vì thương em quá, nên là nhiều người người ta nói đến tai bố quá nên bố đánh em. Nhưng mà bây giờ thì bố lại dạy cho em cách làm con gái, ví dụ như kiểu bố mẹ là ngồi ăn mà như thế à, không đường như thế, con gái là phải rất là nhẹ nhàng, xong rồi ăn nói phải dịu dàng chứ không phải là đấy đi đứng là nhẹ nhàng, không được hét hét hoặc là la lớn như ngày xưa nữa. Ngày xưa toàn la lớn làm chấn động không à.